Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí ẩn cuộc đời Quý Sửu sinh năm 1973, được trời Phật độ mệnh, từ sau Tết Thanh Minh, hút cạn lộc trời, vận may bùng nổ, làm ăn trúng lớn, khổ mấy cũng đổi đời cực giàu. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì vậy cuộc sống của người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi cát lành như mong muốn, kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh. Tính cách của một người khi sinh ra đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Quý Sửu được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra những mối quan hệ của họ, không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo hưng thịnh. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Quý Sửu là con giáp được luận giải về những bí ẩn may mắn nhất từ sau Thanh Minh, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến Quý Sửu hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý suốt đời. Vậy ba điều đó là gì, thời cơ nào đang đến với tuổi Quý Sửu từ sau Thanh Minh này, và bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô bác tuổi Quý Sửu không khỏi chạnh lòng khi nghĩ lại những gì đã qua. Trong dòng đời, tuổi Quý Sửu mang trên vai mình bao gánh nặng của cuộc sống. Những ngày tháng trôi qua chẳng mấy ai biết rằng họ đã trải qua những cảnh khốn khó đến thế nào. Những cơ cực, túng thiếu và vất vả đã là người bạn thân thiết bên Quý Sửu suốt những năm tháng ấy. Từ những ngôi nhà nghèo nàn, Quý Sửu cố gắng mưu sinh từng ngày bằng những công việc lao động vất vả, đôi khi phải làm việc cả ngày dài chỉ để kiếm được một ít lúa gạo ăn no. Không có những điều kiện thuận lợi, tuổi Quý Sửu đã phải đối mặt với những khó khăn, bần hàn mà ít ai có thể hiểu được, nhưng đằng sau lớp vỏ cứng cáp ấy lại chứa đựng một tấm lòng nhân hậu, hiền lành và sự kiên nhẫn không biết mệt mỏi. Bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chia sẻ những gì mình có, dù chỉ là ít ỏi. Đó không chỉ là vì lòng từ bi, mà còn là do họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mới là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi buổi sáng, họ đều tự bắt đầu ngày mới với nụ cười và lòng biết ơn, dù cuộc sống đã mang lại cho tuổi này biết bao thử thách. Nhưng con giáp này không bao giờ đánh mất đi lòng tin vào cuộc sống và lòng hiếu thảo với mọi người xung quanh. Và ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi đến đây là để báo với quý cô bác một tin vui. Cô bác sắp hết khổ rồi, chính những đức tính tốt đẹp, những sự khó khăn vất vả mà quý cô bác trải qua đã vô tình khiến thần Phật cảm kích mà ban cho cơ hội đổi đời từ sau Thanh Minh này. Tử Vi dự báo, từ nay về sau chẳng cần lo nghĩ gì, từ sau Thanh Minh này con giáp tuổi Quý Sửu sẽ được hưởng khá nhiều may mắn, theo Tử Vi. Với sự chiếu mệnh của nhiều cát tinh, bạn sẽ thấy mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn so với người khác, kết quả bạn đạt được còn vượt xa những dự tính ban đầu. Sự hỗ trợ từ tam hợp
làm cho sự nghiệp của bạn tiến triển một cách suôn sẻ, khiến bạn luôn tỏ ra hăng hái và nhiệt tình. Bằng cách tận dụng những ưu điểm của bản thân và duy trì mối quan hệ xã giao mạnh mẽ, bạn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ theo kế hoạch, dù chúng có khó khăn đến đâu. Thậm chí, thời điểm này còn mở ra cơ hội thăng tiến cho bạn. Nếu bạn đang trong quá trình tìm kiếm việc làm trong thời gian này, có nhiều khả năng bạn sẽ tìm được công việc mà bạn mong muốn. Hãy tự tin thể hiện quan điểm của mình. Điều này có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ đối với nhà tuyển dụng. Tài lộc cũng sẽ có nhiều điểm sáng. Thời điểm này là lúc lý tưởng để ký kết hợp đồng mới, mở rộng mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn đứng đầu trong lĩnh vực của mình, đem về cho bạn những khoản tiền lớn. Nếu bạn đang có ý định đầu tư trong thời gian này, hãy cân nhắc một cách cẩn thận trước khi tiến hành. Nếu bạn định hướng vào các lĩnh vực mới, hãy giữ bình tĩnh và tiến triển từng bước một để tránh những sai lầm không đáng có. Trên phương diện tình cảm, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự khởi sắc. Những người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong những tình huống không ngờ tới. Trong khi đó, những người đã có đôi thì nhận được sự thấu hiểu từ phía nửa kia, khiến cho bản mệnh dù bận rộn và không có thời gian quan tâm, đối phương cũng không cảm thấy bị bỏ rơi. Việc tìm được nửa kia thấu hiểu giúp bạn yên tâm hơn để tập trung vào sự nghiệp của mình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình cũng khá yên bình, mặc dù có những quan điểm khác biệt giữa hai bên. Nhưng bạn đã học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu hay ép buộc đối phương phải tuân theo ý mình nữa. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe, người tuổi này đang phải đối mặt với một thời kỳ không mấy thuận lợi do sự ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Thời gian này cảnh báo về nguy cơ huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy bạn cần phải đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc thực hiện các công việc vật lý để tránh những tai nạn không mong muốn. Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ triệu chứng không khỏe nào trên cơ thể, hãy đi khám và điều trị kịp thời. Nếu bạn chần chừ và để cho tình trạng kéo dài, bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc tốn kém và mất công sức nhiều hơn trong quá trình điều trị tiếp theo. Tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Quý Sửu, dù công việc có bận rộn đến đâu, người tuổi này cũng cần phải chú ý đến việc dành thời gian để nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức, gây mệt mỏi cho cả tinh thần và cơ thể. Điều này có thể dẫn đến sự suy kiệt và nguy cơ mắc bệnh. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Vậy làm sao để có được điềm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này? Thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Nắm bắt cơ hội. Về mặt công việc, từ sau thanh minh mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho quý vị. Hãy chủ động đề xuất ý tưởng mới, thể hiện năng lực bản thân và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Nỗ lực của quý vị sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Về mặt tài lộc, vận may tài lộc vượng phát, quý vị có thể gặp nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Hãy cẩn trọng khi đầu tư, tham khảo ý kiến chuyên gia và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mình am hiểu. Về mặt tình cảm, dấu hiệu tích cực trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể gặp được người ưng ý, còn người đã có gia đình sẽ có thêm niềm vui và hạnh phúc. 2. Tăng cường cát khí. Trong phong thủy, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tạo sự thông thoáng cho năng lượng tích cực lưu thông. Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi Quý Sửu để thu hút tài lộc và may mắn. Về trang phục, mặc trang phục có màu sắc hợp mệnh, đen, xanh nước biển để tăng cường năng lượng tích cực, thiện tâm, giúp đỡ người gặp khó khăn, tích phúc đức để cuộc sống thêm an nhiên, hạnh phúc. 3. Chú ý về sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thường xuyên và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giao tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi và mâu thuẫn với người khác. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Quý Sửu, phương diện sự nghiệp của người tuổi này trong thời điểm này được dự báo có thăng cũng có trầm, có phát triển cũng có khó khăn tồn tại. Tuy nhiên, để vượt qua mọi khó khăn, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần và luôn linh hoạt trong mọi tình huống. Đầu tiên, nhờ vào sự ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh lâm quan đới và sự phù trợ từ các cát tinh như tả phù, hữu bật, con đường công danh của người này có dấu hiệu tích cực, sức mạnh của những khát vọng lớn lao thúc đẩy họ tạo ra động lực sáng tạo và hy sinh cho cộng đồng. Thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc sẽ giúp bạn xây dựng hình ảnh đáng tin cậy và uy tín trong mắt mọi người. Do đó, những nỗ lực và đóng góp của người tuổi này sẽ được công nhận bởi đồng nghiệp và cấp trên, và nếu làm việc hiệu quả, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến và nhận được sự thưởng thức về mặt cảm xúc và vật chất. Ngoài ra, người tuổi này cũng có cơ hội để mở rộng kỹ năng và năng lực thông qua việc tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các chương trình nội bộ khác của doanh nghiệp. Qua đó, họ có thể tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.
Đối với những người tuổi Sửu đang có ý định khởi nghiệp hoặc chuyển đổi lĩnh vực, đây là thời điểm lý tưởng để hành động. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi họ phải dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định một cách cẩn thận. Tuy nhiên, do có quá nhiều công việc cần làm cùng một lúc, người tuổi này thường đặt ra mục tiêu phải hoàn thành các kế hoạch công việc và đạt được nhiều thành tựu nhất có thể. Điều này mang lại động lực mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời tạo ra áp lực không nhỏ cho họ. Hung tinh Thiên Cẩu có thể gây rối các mối quan hệ và tạo ra mâu thuẫn, ảnh hưởng tiêu cực đến bản mệnh, đặc biệt khi bạn có xu hướng ép buộc suy nghĩ của người khác. Có thể bạn mong muốn thúc đẩy tiến độ chung, nhưng cách thức thể hiện lại không được đánh giá cao bởi người khác, hoặc có thể chỉ vì những mâu thuẫn về lợi ích cá nhân, quan điểm trái ngược về một vấn đề nhỏ, bạn cứng đầu và không chấp nhận ý kiến khác, dẫn đến sự hiềm khích. Vì vậy, trong quá trình làm việc, người tuổi này cần phải chú ý đến việc duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ, đặc biệt là thông qua việc tương tác nhiều hơn với đồng nghiệp và cấp trên. Để cập nhật với sự động đậy và biến đổi của môi trường công việc, hãy tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác để nhận được sự đánh giá và phản hồi tích cực hơn từ người khác. Về phương diện tài lộc, tiết Thanh Minh mang đến cho những người tuổi Châu nhiều tin vui về tài chính trong thời gian này. Bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền dựa trên sức lao động của chính mình. Dù bạn là người làm việc ổn định hay là doanh nhân kinh doanh, thu nhập của bạn đều có xu hướng tăng vọt. Hoạt động kinh doanh buôn bán đang bắt đầu phát triển với lượng đơn hàng tăng lên và lợi nhuận đạt được là rất đáng khích lệ. Ngay cả những kế hoạch đầu tư trước đó có vẻ như thất bại, bây giờ cũng đang bắt đầu mang lại lợi ích, giúp bạn tin tưởng hơn vào khả năng quản lý của bản thân. Trong thời điểm này, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thực hiện các ý định kinh doanh hoặc mở rộng phạm vi đầu tư để tăng cường tài lộc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc hành động quá vội vàng có thể mang lại rủi ro không mong muốn, đừng đốt cháy giai đoạn này. Bằng cách vội vàng tiến hành mà không đánh giá kỹ lưỡng, vì điều này chỉ khiến bạn dễ bị vấp ngã ngay từ những bước đầu tiên. Điều cần thiết là lập kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cân nhắc những rủi ro có thể phát sinh. Khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ có lợi thế lớn trong việc đạt được thành công. Dù trong thời điểm tài lộc dồi dào, bạn không phải là người tiêu tiền phung phí, nhưng người tuổi này thường có xu hướng mê hàng hiệu và dễ bị cuốn vào việc chi tiêu không cần thiết. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, bạn có thể lãng phí một khoản tiền không nhỏ hàng tháng cho những món đồ đắt tiền, tạo ra gánh nặng tài chính cho chính mình. Trong thời gian này, để kích thích dòng chảy năng lượng tích cực của tài lộc, bạn nên tập trung vào việc bài trí phong thủy hợp lý ở hướng Tây Nam của văn phòng, bàn làm việc và nhà ở. Ở phương vị này, có sự hiện diện của bát bạch tài tinh, việc bài trí phong thủy đúng cách sẽ giúp kích thích sự phát triển của tài lộc. Bạn cũng có thể đặt một số vật phẩm phong thủy màu đỏ, như quả cầu phong thủy bằng thạch anh, tỳ hưu phong thủy tại hướng đông nhằm gia tăng hỉ khí của cửu tử, từ đó khơi thông nguồn năng lượng tích cực, mang tới sự may mắn, thịnh vượng hơn cho tài lộc. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Phương diện tình cảm của con giáp tuổi Quý Sửu hiện đang có dấu hiệu phát triển tích cực, bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc và vì vậy, tâm trạng của bạn luôn thoải mái, vui vẻ và bạn luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Đối với những người đang độc thân, bạn ngày càng trở nên tự tin hơn và sẵn sàng đảm đương vai trò chủ động trong mối quan hệ. Phong thái của bạn thu hút sự chú ý của nhiều người và bạn có khả năng thuận lợi trong việc thu hút sự quan tâm của người khác. Thời gian này mang lại nhiều cơ hội cho bạn để tìm kiếm một mối quan hệ phù hợp. Hãy dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu nhau và có thể mối quan hệ của bạn sẽ phát triển sang một giai đoạn mới. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể được người thân giới thiệu với những người có tiềm năng. Hãy mở lòng và sẵn sàng chấp nhận hạnh phúc vì có thể đó chính là người bạn luôn mong chờ. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít hơn, hai người có suy nghĩ ngày càng chín chắn, nên không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, càng may mắn hơn, đôi bên còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Quý Sửu trong thời gian này nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại, thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấn thân. Có điều, thời gian này là thời điểm giao mùa, nhiệt khí tăng lên nhanh chóng, khiến khí lực hư hao ít nhiều, khó tránh tình trạng mệt mỏi uể oải cảm giác đuối sức. Nếu có lối sinh hoạt điều độ, tình trạng này sẽ sớm thuyên giảm. Trong thời tiết nóng nực, nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm mang tính hàn, có thể ăn nhiều hoa quả, song chú ý tránh một số loại hoa quả gây nóng trong người.
Ngoài ra, thời gian này bản mệnh cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão,
5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao Chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật giáo, Bộ Chi Ca Tỷ Ngộ. Vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một người rất giàu tên là Bộ Chi Ca, cha mẹ qua đời sớm, vì thế thuở ấu thơ ông không được giáo dục đàng hoàng. Bộ Chi Ca tính tình lì lậm, cứng đầu, động một tí là nổi cơn tanh bành, ông không có một người bạn thân nào, vì không ai dám lại gần ông. Bộ Chi Ca không tin Đức Phật, nhưng đối với lục sư ngoại đạo thì lại cung kính lễ bái. Về sau ông mắc phải một cơn bệnh rất ngặt nghèo, ông đau đớn khôn kể xiết, nhưng không có lấy một người đến chăm sóc cho ông, cả những vị ngoại đạo vốn được ông lễ kính, thường xuyên cúng dường, cũng chả có một người nào đến thăm hỏi ông. Trong phút hấp hối, Bộ Chi Ca mới tỉnh ngộ ra rằng tính tình của mình quá ư thô bạo, suốt đời chưa từng kết giao với một người bạn nào, nên hôm nay lâm bệnh nặng không ai đến hỏi han, chăm sóc, ông bèn nguyện rằng giá như có một người nào có thể cứu ông khỏi bệnh, ông thề sẽ suốt đời phụng sự người ấy để đền ơn. Ông lại nghĩ tiếp, tính tình của ta không tốt nên đã bị tất cả mọi người bỏ rơi từ lâu, bây giờ sẽ không ai thèm đối xử tử tế với ta cả đâu. Chỉ có Đức Phật từ bi bình đẳng, cứu khổ tất cả mọi người, không bỏ một chúng sinh đau khổ nào. Bây giờ ta muốn đi gặp Ngài quá, nhưng Ngài ở xa tít mù khơi, làm sao ta đi gặp Ngài được. Bộ Chi Ca cứ một lòng suy nghĩ như thế mãi. Lúc bấy giờ ở ngoài thành Xá Vệ xa xôi trong Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Phật biết Bộ Chi Ca đã tỉnh ngộ và hối cải cơ, duyên được hóa độ đã thành thục. Ngài bèn phóng một luồng ánh sáng từ bi chiếu đến thân Bộ Chi Ca, khiến ông lập tức cảm thấy mát mẻ, trong người dễ chịu. Sau khi được nhìn thấy hình ảnh Đức Phật trong ánh hào quang từ bi ấy, ông cũng cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn, ông biết rất rõ đây là ân huệ của Đức Phật ban cho mình. Mừng rỡ khôn cùng, vội phủ phục năm vóc hai sát đất lễ bái Đức Phật từ xa, Đức Phật dùng thần thông hiện thân trước mặt Bộ Chi Ca, ông này thấy Đức Thế Tôn thân hành giáng lâm, vừa kinh sợ vừa vui mừng, chắp tay đảnh lễ. Đức Phật hỏi ông thấy cái khổ nào là khó chịu nhất. Bạch Thế Tôn, cái khổ của thân bệnh rất là khó chịu, nhưng con thấy cái khổ của tâm bệnh càng khó chịu hơn. Nay cả thân lẫn tâm của con bị lâm trọng bệnh, thân và tâm của con đều khổ và đều khó chịu. Bộ Chi Ca trả lời. Với thần thông vô biên quảng đại, Đức Phật chọn một phương thuốc thần diệu tên là Bạch Khổng đưa cho Bộ Chi Ca uống. Uống xong, bệnh khổ lập tức dứt trừ, thân tâm ông sảng khoái dị thường. Bộ Chi Ca lành bệnh rồi trở nên vô cùng tin kính Đức Phật. Ông mở một cuộc trai tăng với các phẩm vật thượng diệu nhất dâng lên Như Lai và Chư Tăng, rồi còn dùng quần áo giá trị, cả triệu lượng vàng để cúng dường nữa. Bộ Chi Ca lại còn phát thề nguyện rộng lớn, nguyện đời đời kiếp kiếp về sau sẽ phụng hành đại bi, cứu chữa thân bệnh và tâm bệnh cho chúng sinh, khiến chúng sinh được an lạc.
Đức Phật nghe bộ chi ca thể nguyện như thế bèn mỉm cười. Tôn giả A Nan chắp tay thỉnh Đức Phật cho biết nguyên nhân nụ cười này. Đức Phật trả lời: Trưởng giả bộ chi ca lành bệnh rồi là bèn lập đàn trai cúng dường, lại còn phát nguyện bồ đề, tương lai sẽ thành Phật, rộng độ chúng sinh không có hạn lượng, vì thế ta hoan hỉ mà cười. Đức Phật không bao giờ bỏ rơi chúng sinh, cho dầu chúng sinh ấy là người như thế nào đi nữa, chỉ cần người ấy tỉnh ngộ sám hối là có nhân duyên được hóa độ và được Đức Phật cứu giúp. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Quý Sửu. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.